Kinh nói, người nào thọ trì kinh Kim Cang sẽ được vô lượng phước đức và công đức. Vậy tại sao Ngài Lục Tổ phải làm tiều phu để kiếm tiền nuôi mẹ? Tại sao chúng con nghe Thầy giảng kinh Kim Cang hai lần rồi mà không được ngộ như Lục Tổ? Câu thứ hai, con có một người cậu rất mến mộ Phật Pháp, suốt đời tham cứu kinh điển. Thế mà gần đến lúc lâm chung, cậu con xin rửa tội và theo đạo Thiên Chúa. Kính chào Thầy. Còn câu hỏi rằng là nếu mà đọc kinh Kim Cang xuống đến vô lượng, tại sao Ngài Lục Tổ Huynh Năng lại đi làm tỳ phu đúng bán củi đúng với mẹ? Câu đó coi chừng sai lầm rất là dữ. Vấn đề đúng củi bán củi với mẹ, đó là cái việc còn ở với mẹ. Mỗi một người con phải nuôi mẹ, bất cứ là ngành nghề gì, đánh cá cũng được, chăn trâu chăn bò thuê cũng được, hoặc là có người ta nuôi chăn nuôi cũng được. Đây không làm những việc đó thì mình không có vốn liếng, không có tài sản thì đóng cửa đến nuôi mẹ, là cái chuyện đó là mẹ và con, bổn phận của người con nuôi mẹ bằng cách gì điều đó đúng được Phật pháp, không có, không có cái khen và cũng có cái chê. Thế thì là ngày đóng cửa để nuôi mẹ cũng không có gì là hèn, cũng không có gì là xấu. Chăn trâu đi nuôi mẹ cũng không có gì là hèn, cũng không có gì xấu. Ở thành phố này đặt xích lô nuôi mẹ cũng không gì vậy mà xấu mà hèn. Cho nên cái việc mà đóng củi hay là làm nghề gì đó không, không cần trả lời cái nào. Đối với Đạo Phật là tất cả đều là tự tánh nó thanh tịnh bình đẳng hết. Còn cái điểm thứ hai là nói rằng là đã tụng kinh có phước tại sao là không vào mà phải như đóng củi chứ gì? Ý nghĩa đó rất sai lầm, không nên đem ra mà hỏi. Nên nhớ rằng là tu theo Đạo Phật, không vì tu theo Đạo Phật lại Phật tụng kinh, hành theo kinh điển mà lấy điều kiện để đặt điều kiện để được vào có. Điều đó không có trong Đạo Phật. Anh vào có, anh coi chừng vô cùng tội lỗi. Ở trong cái vào có đó là nguyên nhân của đau khổ, của mồ hôi, của nước mắt, của bất bình, của bất mãn, của tham nhũng, của hối lộ, của lừa đảo, nó mới thành ra giàu có được. Chứ còn tu phước đức và trí tuệ theo cái Đạo Phật thì không lấy cái đó mình làm điều kiện để mong cầu phải được giàu có, để được khỏi đống củi nuôi mẹ. Không phải vậy. Cái nghĩ đó là phải dứt khoát là bỏ hẳn. Cái nghĩ mà tu theo Đạo Phật, tụng Kim Cang Bát Nhã, học Kim Cang Bát Nhã là phải, cái kết quả của nó là trí tuệ, là nhận thức chân lý, là sống đúng chân lý và có an lạc, có giải thoát, có tự tại, có kinh an, có bồ đề nước bàn, chứ không phải là giàu có. Do vậy cho nên là dầu Lục Tổ Huynh Năng có tụng kinh thọ từ kinh Kim Cang Bát Nhã cũng không được đặt vấn đề vì sao không giàu có để nuôi mẹ mà phải đúng củi. Hỏi vậy là không đúng. Cũng như tôi xin lưu ý những vị có tuổi nha, tu theo Đạo Phật là cái thành quả của người lớn tuổi được an lành trong tâm trí, hạnh phúc. Và cái đầu của mình, như tôi đã từng nói, cái đầu của mình phải có không gian. Cái nhà của mình có hạnh phúc, cái nhà có hạnh phúc là cái nhà phải có không gian. Và cái chỗ ở của mình mà muốn có hạnh phúc là cái chỗ ở phải không gian thật rộng. Thứ gì là cái thành tựu kết quả của nghề tu hành, học Bát Nhã Ba La Mật, học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái đầu phải càng thảnh thơi, càng giống gian thanh tịnh. Và trí tuệ nhận thức được chân lý dạng pháp giai không duyên sanh như như nguyện, đó là cái thành quả của tu Kim Cang Bát Nhã, chứ không phải thành quả Kim Cang Bát Nhã là làm giàu để khỏi đấu tiểu người mẹ. Câu đó phải để ý câu hỏi đó. Còn tu hành kinh điển Phật mà cầu cho cái tuổi thọ được sống dài là đừng có tu Đạo Phật nữa, sai rồi. Tu Đạo Phật là có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an, có bồ đề, có niết bàn, chứ không phải tu theo Đạo Phật để lấy cái tuổi thọ sống dài. Nếu như cái phước đức, cái trí huệ của mình, cái nhân lành của mình mà mình sống dài mà cứ bình an, mà khỏe mạnh, mà kinh an, mà giải thoát, thì sống dài cỡ nào mình cũng không cần đòi tự tử để làm gì.
Nhưng mà nếu mà mình tu thật sự thì không đặt vấn đề sống ra để làm điều kiện trong cái việc tu nhân. Mà cái điều kiện của việc tu nhân là phải sống ngày nào là phải an lành, phải hạnh phúc, phải tự tại, phải sinh an. Người đó gọi là người có phước đức, có trí tuệ. Cái kết quả của nó là Bồ Đề Niết Bàn làm cái tiêu chuẩn, cái mục đích đến, chứ không phải là vấn đề sống ra nữa. Cho nên học kỹ cái đó mới có an lạc này. Cái tu hành mình lấy cái sự, cái tuổi thọ để làm điều kiện mà cầu nguyện, mong muốn đặt điều kiện với Phật để tu hành là không phải. Có người sống tuổi lớn hơn Phật đấy chứ. Nhưng mà truy nguyên ra hỏi cái người này có phải là phước đức trí tuệ hơn Phật không? Không có. Sống để mà đau khổ. Hiện giờ có người sống 125 tuổi. Có. Phật xưa kia một đấng chí tôn vô thượng vậy mà sống có 80 tuổi. Vậy thì cái người sống dài hơn tuổi Phật là người đó hơn Phật ư? Không. Sự thật có khi sống kéo dài sự đau khổ, mà người ta rất là muốn chết, mà chẳng qua là người ta không có tự tại để mà rút cái hồn để mà đi đó. Chứ người ta cũng không muốn sống như vậy đâu. Do vậy cho nên vấn đề tuổi thọ không phải là vấn đề điều kiện để mà đặt với Phật, với Bồ Tát gì đó để mà tu hành. Hiện nay trên thế giới, các vị bác sĩ, bác học thượng thặng trên thế giới, người ta có thể đề xuất ra, người ta kế ra một cái thuốc mà làm cho con người sống hạnh phúc, an lành, tươi vui, khỏe mạnh. Nhưng mà ta lưu ý rằng là làm cho hạnh phúc, an lành, vui, tươi, khỏe mạnh mà không phải sống thọ. Nghĩa là người đó người ta có thể chế ra một cái thứ thuốc, cái thứ sinh tố để con người ăn vô bồi dưỡng, da dẻ hồng hào, nó không có tóc bạc da mồi, nó không có bị suy thoái xương gân, nó tùy tị như là con người bình thường sinh ha. À mà cái thứ kích thích tố này nó làm cho con người coi như hồng hào, khỏe mạnh, trai tráng kiện. Nhưng mà cái tới cái tuổi nào của người ta chết là người ta vẫn cứ chết. Nghĩa là người ta chú trọng anh cái sự phát huy về cái mặt hạnh phúc, sự an lạc trong cuộc sống, chứ không phải sống để lấy tuổi thọ. Thế thì đạo Phật cũng vậy, mình phải để ý cái chỗ đó. Cái mục đích đến của cái người học đạo là phước đức mà trí tuệ, mà cái cốt lõi là trí tuệ. Bởi vì chữ trí tuệ tôi nói với đại chúng mà, trí tuệ đỉnh cao của trí tuệ là cái chữ Bồ Đề vô thượng. Từ cái Bồ Đề vô thượng nó làm cho người ta không có phiền não, không có vô minh nữa, gọi là được niết bàn. Phải có Bồ Đề hồi sau đó nó có niết bàn. Đó là cái điểm đến, cái chỗ cứu cánh của đạo Phật. Chứ không phải là tu Kim Cang Bát Nhã rồi mình phải được làm giàu để nuôi mẹ, khỏi làm từ phu. À cái câu hỏi, cái ý đó sai lắm đó nè. Đặt cái điều kiện vậy là sai đó. Đòi hỏi phước đức, học Kim Cang Bát Nhã phải có phước đức, mà phước đức là khỏi làm từ phu nữa mẹ. Phước đức trí tuệ nó không ai đem đổi bằng vật chất được. Những người sống trong vật chất thật giàu có sung sướng cũng không đem mua phước đức trí tuệ được. Hai cái nó khác nhau. Tại sao nghe được sáng khi chúng ta mất nhà hay là người mà chưa ngồi như lục cỏ? Vì nãy giờ tôi nói đẹp là có trả lời rồi. Nhưng mà các vị nghe mất có hai lần, chứ còn tôi đọc cái kinh Bát Nhã này có thể nói là không biết mấy trăm lần rồi. Mà phải đọc vậy lần á. Mà mỗi lần đọc là phải đọc văn tư tu hẳn hoài, chứ không phải là đọc qua đâu. Thế thì Phật tử mà nghe vài lần thì còn nghe được hoài, không có sao hết. Cho nên tôi có những lần là tôi nhắc đó mà. Có những vị đi nghe có một lần cái bộ kinh nào đó một lần rồi, sau đó bạn bè rủ đi nghe kinh nữa, nó tôi nghe rồi hết rồi, không cần nghe nữa. Không phải vậy đâu. Muốn tu hành thật sự là không phải nghe vậy. Mỗi lần giảng bộ kinh, một vị giáo sư đó, một vị giảng sư đó, người ta làm sao ta nói hết nhiều mặt được. Thời giờ nó có hạn, ta triển khai về mặt này, mặt khác, mặt nọ.
giống như người ta trình bày, người ta giới thiệu mình cái viên kim cương đó mà. Cái lần này người ta giới thiệu cho mình là mình thấy kim cương này màu tím và màu đỏ. Mình tưởng mình kim cương chỉ có màu tím màu đỏ thôi. Người ta đưa mình coi là ớ chứ nó coi gì, nó đỏ đỏ tím tím. Có vậy rồi thôi sao, nó vừa trúng kim cương chưa? Không phải đâu. Nếu mình chịu khó mình đi, mình đứng lệch một tí xíu là mình thấy kim cương màu khác. Mình lệch một góc khác thì kim cương nó lại màu khác, mà nó biến ảo vô cùng. Cho nên cái người mà biết quý cái sự quý giá của ngọc kim cương, người ta không có nói kim cương mà quý giá gì, nó chỉ có màu tím với màu đỏ đỏ thôi, hoặc là màu vàng với màu xanh xanh thôi, không phải vậy. Nói như vậy là chưa biết kim cương thật đó. Cho nên là cái chuyện mà học Phật đó này, mình học hoài, học cái câu mà tôi đã nói rồi, người ta không biết, người ta nói tôi giảng kinh có Lenin các mát, người ta không nghe. Ông này nói có các mát Lenin, người ta không thấy rồi đó. Cái tôi rất thích cái câu của Lenin đó, học nữa là học mãi. Cho tới bây giờ tôi vẫn đọc Bát Nhã của tôi đã viết ra rồi, mà nó có thấm thía gì với cái cần thiết không? Tôi viết ra như vậy, tôi không phải tôi bằng lòng cỡ đó. Cũng như tôi giảng cho các vị một lần như vậy, không phải cái ý tứ của tôi cỡ đó. Nhưng mà tại thời gian như vậy, hoàn cảnh như vậy, nó hứng thú như vậy, cái điều kiện môi trường vậy là tôi phải nói cỡ đó thôi. Thank you.